Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục xe của báo Thanh Niên. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những trải nghiệm với chiếc xe Chevrolet Colorado 2017. Đây là chiếc xe được cải tiến vào năm ngoái với những tính năng vượt trội ở trong thiết kế, là những công năng sử dụng phù hợp với tất cả mọi người. Và có thể nói lúc này thì Colorado 2017 là một trong những mẫu xe bán chạy nhất ở phân khúc bán tải tại thị trường Việt Nam. Xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam từ tháng 3 năm 2013 với thân phận của một tân binh, Chevrolet Colorado từng có bước khởi đầu khá chật vật trong hành trình tìm chỗ đứng ở phân khúc bán tải tại Việt Nam. Tuy nhiên sau gần 4 năm được phân phối trên thị trường với những lần đổi mới nâng cấp, Chevrolet Colorado với thế hệ mới nhất giờ đây đang trở thành kẻ thách thức thực sự đối với những cái tên gạo cội trong phân khúc bán tải hạng trung. Với việc 6 tháng đầu năm bán ra hơn 1.000 chiếc, thì doanh số của Colorado đã tăng trưởng 163% nếu như so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị và các bạn, và cũng nếu như so với 4 năm trước, thời điểm mà xe Colorado lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, thì lúc này phiên bản 2017 đã có một diện mạo hiện đại hơn rất nhiều. Có thể nói là thiết kế là một sự lột xác hoàn toàn của mẫu bán tải này. Không còn những nét bo tròn khá là cục mịch rồi rời rạc như là bản cũ nữa. Phần đầu xe Colorado mang đến cảm giác liền lạc mạnh mẽ và hầm hố, đúng như là phong cách của một chiếc xe bán tải đến từ nước Mỹ. Lưới tản nhiệt được chia làm hai phần theo phong cách truyền thống của Chevrolet và được trang trí bằng thanh ngang mạ chrome nối liền với dải đèn LED chiếu sáng ban ngày, tạo cảm giác liền lạc và mạnh mẽ cân đối cho phần đầu của xe. Hốc đèn sương mù hai bên cũng được trau chuốt với những đường gân nổi tạo dáng kết hợp cản trước, mang đến cái nhìn rất mạnh mẽ, hầm hố. Thật đáng tiếc, mặc dù là phiên bản mới nhưng Colorado 2017 lại sử dụng đèn pha halogen đã loại bỏ phần gương cầu. Tuy nhiên bù lại đèn pha được tích hợp tính năng tự động bật tắt theo điều kiện ánh sáng và chế độ điều chỉnh độ cao của chùm sáng. Chiếc Colorado chúng tôi đang trải nghiệm ngày hôm nay là phiên bản cao cấp nhất High Country. Phiên bản này được trang bị bộ mâm đốt bằng hợp kim kích thước 18 inch với các dấu được thiết kế cách điệu và phối giữa hai gam màu đen bạc. Với sơ đo chiều dài là 5.408mm, rộng 1.874mm, cao 1.852mm và chiều dài cơ sở là 3.096mm. Chevrolet Colorado bản High Country được xem là mẫu xe có kích thước thiết kế lớn nhất và khoang nội thất rộng nhất phân khúc bán tải hạng trung tại Việt Nam vào lúc này. Với đặc trưng của một chiếc xe bán tải, phần thùng tải phía sau của Colorado có không gian khá rộng cùng khả năng chịu tải lên đến 570kg, do đó mà người dùng có thể chứa được nhiều hàng hóa. Với những chiếc chìa khóa xe của các loại xe bình thường thì chúng ta sẽ sử dụng một chuỗi các động tác, đó là bấm để tìm xe trong bãi đỗ, rồi sau đó mở cửa bước vào phía trong và khởi động. Còn đối với chiếc chìa khóa xe đặc biệt này của Chevrolet Colorado High Country thì chúng ta sẽ khởi động xe một cách nhanh chóng chứ không cần phải trải qua một chuỗi nhiều động tác như vậy. Ở một cái vị trí khá xa so với chiếc xe của mình nhưng vẫn có thể khởi động được, và tôi thực hiện ngay sau đây. Bấm nút khóa và sau đó thì đè nút khởi động khoảng vài giây. Bạn thấy không? Xe đã được khởi động rồi. Hãy đặt một cái ví dụ như thế này. Tôi đang ở trong quán cà phê và tôi vẫn chưa muốn vội ra xe, nhưng chiếc xe của tôi cần phải khởi động, cần phải được mở máy lạnh để mát mẻ. Thì tôi sẽ ngồi ở trong quán cà phê, đè nút khởi động. Khoảng 5 đến 10 phút sau tôi bước ra xe thì được trải nghiệm một cái bầu không khí rất mát mẻ, và sau đó thì chỉ việc lên xe và lái đi thôi. Và bây giờ thì tôi sẽ bước vào trong xe để được hưởng cái sự mát mẻ bởi vì xe đã được khởi động trước đó vài phút rồi. Có một điều lưu ý như thế này, nếu như chúng ta kích hoạt khởi động máy và trong vòng 10 phút thì không bước vào xe, xe sẽ tự động tắt máy để đảm bảo tính an toàn. Trên phiên bản mới này thì Colorado vẫn chưa được trang bị nút khởi động, vì vậy thì để xe di chuyển thì tôi vẫn phải tra chìa khóa vào trong ổ như thế này. Và lúc này thì hệ thống lái mới được kích hoạt và cho phép sang số. Vô lăng thì được thiết kế theo kiểu 3 chấu ở phiên bản cũ nhưng đã được tích hợp thêm các nút điều khiển chức năng ga tự động là Cruise Control. Và bên cạnh đó là nút chỉnh âm thanh và nút tắt mở hệ thống cảnh báo va chạm.
Corrado 2017 thì được tích hợp hệ thống giải trí MyLink. Đây là hệ thống mới nhất và có màn hình cảm ứng 8 inch, cho phép người dùng có thể kết nối với các thiết bị thông minh của mình thông qua Bluetooth và cổng USB. Màn hình này còn hiển thị hình ảnh từ camera chiếu hậu giúp cho người lái lùi đổ xe an toàn và thuận tiện hơn. Bên cạnh camera lùi, Colorado 2017 còn là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc bán tải được trang bị cảm biến hỗ trợ đổ xe phía trước và phía sau, giúp người lái xe lùi đổ xe dễ dàng ngay cả trong không gian hẹp. Ngoài ra, chiếc xe bán tải này còn được trang bị ghế lái bọc da, chỉnh điện 6 hướng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cảm nhận cái phần băng sau của chiếc Colorado 2017 này. Cái phần ghế sau này thì cũng được bọc da và có cái khoảng lõm ở phía sau. Và cái phần tựa, phần ngã về sau thì nó cũng rất là vừa phải. Với một người cao hơn 1m70 như tôi, khi mà để chân như thế này ở phần không gian ở phía trước thì cũng vừa tầm với tôi. Ngoài ra thì ở băng ghế sau thì chúng ta cũng có một cái bệ để mà gác tay. Cái bệ tay này thì chúng ta có thể sử dụng khi mà ngồi ở băng sau mà có hai người ngồi. Nếu như gập nó lên như thế này là một khoảng không gian đủ cho ba người ngồi. Thực ra thì với tôi nó hơi bị hẹp. Có lẽ là phần giữa này nó chỉ phù hợp với những người có chiều cao khiêm tốn một chút hoặc là trẻ em thôi. Bởi vì ở đây thì có một cái đoạn gồ lên của sàn xe, nó hơi bị hạn chế khi mà tôi giữ chân. Nhìn chung là với một chiếc bán tải thì khoang nội thất của Colorado 2017 rất là rộng rãi và tiện nghi. Có thể nói là nó chẳng thua gì một chiếc sedan hay là một chiếc SUV cả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem chiếc xe này vận hành như thế nào nhé. Chevrolet Colorado phiên bản hai cơ tri được trang bị động cơ diesel tăng áp 4 xi lanh dung tích 2.8 lít, sản sinh công suất tối đa là 197 mã lực tại 3.600 vòng 1 phút với mô men xoắn cực đại đạt 500 Nm tại 2.000 vòng 1 phút. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Với những thông số này, Colorado phiên bản hai cơ tri là mẫu xe sở hữu mô men xoắn cực đại cao nhất trong phân khúc xe bán tải, mang lại sức kéo mạnh mẽ hơn so với các đối thủ. Lúc này thì tôi đang cầm lái chiếc Chevrolet Colorado 2017 phiên bản hai country. Cảm giác đầu tiên khi mà ngồi vào ghế lái là cái góc quan sát rất là rộng. Cục A thì được thiết kế nhỏ gọn, gương chiếu hậu hai bên cũng lớn. Và với tư thế ngồi cao ráo giúp cho bạn có thể hạn chế cái điểm mù và dễ dàng quan sát xung quanh. Đây là một trong những điểm mà tôi rất thích khi mà lái những chiếc xe gầm cao như là Colorado. Ngoài ra, đồng hồ hiển thị thông số của xe dù vẫn sử dụng màn hình LCD trắng đen nhưng cung cấp nhiều thông tin như mức tiêu hao nhiên liệu, thông tin hành trình và áp suất trong từng lốp. Ở tốc độ dưới 50 km/h thì vô lăng của Colorado mang lại cho chúng ta cảm giác thoải mái khi mà đánh lái. Đánh lái rất là nhẹ thôi, nhờ vào việc sử dụng hệ thống trợ lực điện. Khi đánh lái vào cua thì vô lăng cũng phản hồi khá nhanh. Tuy nhiên khi đi qua một số đoạn đường gồ ghề thì vô lăng lại hơi bị rung. Ở tốc độ 60 km/h khi lưu thông trên đường cao tốc, vòng tua của máy thì đạt mức 1.300 vòng 1 phút. Trong khi lên đến 80 km/h thì kim đồng hồ tua máy nhích lên khoảng 1.600 vòng 1 phút. Một chiếc xe bán tải có trọng lượng khoảng hơn 2 tấn nhưng lại tăng tốc rất là ấn tượng. Ở tốc độ 80 km/h và nếu như tiếp tục tăng tốc thì xe sẽ phản ứng rất nhanh và dễ dàng đạt được tốc độ 100 km/h. Cảm giác rất là ổn định và chắc chắn. Colorado 2017 thì được trang bị rất là nhiều tính năng hỗ trợ cho người lái. Trong đó đáng chú ý là hệ thống cảnh báo khi xe đi lệch làn đường. Khi kích hoạt tính năng này thì khi xe đi lệch làn đường với tốc độ trên 60 km/h mà không bật đèn báo hiệu thì âm thanh sẽ phát ra để cảnh báo cho người lái. Vâng, đây là một tính năng rất là thông minh đối với một mẫu xe bán tải. Ngoài ra, Colorado 2017 còn được tích hợp công nghệ cảnh báo va chạm trong trường hợp người lái lưu thông với tốc độ trên 40 km/h mà không thể giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Hệ thống sẽ phát ra âm thanh hình ảnh để cảnh báo người lái.
Một điều tôi khá ấn tượng trên Colorado 2017 chính là sự ổn định khi vận hành trong điều kiện trơn trượt hay là ôm cua. Ngay cả khi tôi đánh lái vào cua. Wow. Vô lăng phản ứng chính xác và độ cân bằng xe thì cũng rất là tốt. Điều này một phần đến từ sự can thiệp của hệ thống cân bằng điện tử ESC. Nhưng cũng phải thừa nhận là khung gầm của xe rất cứng vững và khả năng chịu lực vặn xoắn thì cũng rất tốt. Chevrolet Colorado 2017 khá linh hoạt khi đi qua đường ngập nước hay off-road qua các con suối cạn. Đặc biệt là hệ thống khởi hành ngang dốc và hỗ trợ xuống dốc giúp cho người lái thoải mái hơn khi lái xe qua các khu vực địa hình đèo dốc. Qua quá trình trải nghiệm thực tế chiếc Colorado High Country trên nhiều cung đường khác nhau, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe vào khoảng 9 lít trên 100 km, con số khá tiết kiệm đối với một mẫu xe trang bị động cơ dung tích 2.8 lít và có trọng lượng hơn 2 tấn. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi đã có những trải nghiệm với chiếc xe Chevrolet Colorado 2017. Đây là chiếc xe mang lại cho tôi cảm giác rất là tự tin khi thực hiện những cái kỹ năng lái, tăng tốc hay là leo những cái địa hình đa dạng khác nhau. Trong phân khúc bán tải thì đây được xem là chiếc xe rất đáng đồng tiền bát gạo. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng truy cập vào địa chỉ thanhniên.vn và các trang YouTube của báo Thanh Niên. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.